Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Và đối phương thì cũng có chat bao nhiêu tiền thế Van? Không biết nữa, không có nhớ. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Vậy là chính thức bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Van Hên, xạ thần Kagutsuchi cũng đã ra mắt League of Legends Việt Nam rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cái bộ trang phục này trong một trận đấu danh nhé. Và đối phương thì cũng có chat bao nhiêu tiền thế Van. Mình mới đăng một cái clip tiến hóa Evo bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 vào sáng nay. Vậy nên là các bạn có thể lục lại clip đấy để xem. Thật ra thì để mà tiến hóa lên Evo bậc 5 thì cũng cần phải bỏ ra ngót nghét là 3.000 quân huy nhá. Đấy. Còn nếu như các bạn nào muốn nhận free ấy thì các bạn có thể làm nhiệm vụ, nhưng mà free chỉ là free bậc 1 mà thôi, chứ không có free bậc 2 đâu nhá. Để mà lên được bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 là các bạn sẽ cần phải tiến hóa cái bộ trang phục này. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần vào để có thể hỗ trợ cho Red. Nakroth đâu rồi? Đây rồi, cố gắng tiếp cận Nakroth. Sau đó là chúng ta ném thẳng mặt Nakroth thôi. Ném nè, và một mạng đầu tiên dành cho bản thân, cực kỳ thơm. Nakroth chưa gì chết một mạng rồi, chắc chắn bạn ấy sẽ bị thọt nhá. Tính ra thì cái bộ trang phục này tiến hóa thì cũng không khác gì cái bộ trang phục Ngộ Không nhóc tì bá đạo đâu. Lên được bậc 5 thì các bạn sẽ sở hữu được rất là nhiều tính năng. Nói chung là bậc 5 thì sẽ mở full tính năng mà. Tính năng của bộ trang phục Van Hên này thì có nhiều lắm các bạn ạ. Nào để mình hỗ trợ cho Omen. Nhưng mà team địch tới đông quá, từ em có tốc biến đây. Mình phải đầu tư tốc biến cho nó chắc ăn các bạn ạ. Đấy, còn bây giờ là giữ vị trí mà ném thôi. Nhưng mà thêm nó quá trâu. Ngày hôm nay thì vẫn là phong cách đưa đến cho người, đó là Van Hên full phép nha. Thật ra thì mình cũng mới làm một cái clip về Van Hên tốc đánh chí mạng xuyên giáp rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là lên phép vẫn là chân ái, lên phép vẫn có thể dễ dàng ăn mạng được. Đấy, hiện tại bây giờ chỉ còn một mình là Vin thủ trụ mà thôi. Mình đang cố gắng đẩy lính thật là nhanh, sau đó chúng ta sẽ tổ chức cho một pha băng trụ nha. Nào, Lavin vẫn còn ở lại khi mà lượng máu không còn quá nhiều thì thôi. Băng trụ thịt luôn Lavin, và Lavin chắc chắn sẽ phải nằm xuống luôn rồi. Tổng cộng là mình được 2 mạng rồi. Tiếp tục bây giờ mình sẽ hỗ trợ đồng đội để có thể tiêu diệt Zata. Nhưng mà Zata nó có chiêu cuối. Ui dồi ôi, bắn đau quá các bạn ạ. Mình còn đúng một cục máu thôi, Omen cũng không còn quá nhiều máu. Omen về đi, có xíu máu như thế này thì hổ báo cái gì. Ui chịu luôn Omen. Bây giờ mình cũng không thể cứu được bạn đâu. Bó tay.
Ôi nha, tuần này mình về để review cho người xem qua hiệu ứng biến về. Đây là hiệu ứng biến về này. Các bạn có nhận ra cái hiệu ứng biến về này khá là giống với bộ trang phục nào không? Mình thấy là cái hiệu ứng biến về của Van Hên, xạ thần Kagutsuchi rất là giống với Ryuma Samurai huyền thoại nhá. Về cái hiệu ứng biến về ấy, khi mà biến về thì lập tức ở đằng sau xuất hiện một linh hồn của một chiến binh. Đấy, rất là ngầu luôn. Tính ra ở bậc 5 ấy thì các bạn sẽ có thay đổi về khung loát trận này. Về cái phần loát trận thì cái ảnh thì sẽ là ảnh động nha mọi người. Bây giờ đang chỉ có một mình Lavin thôi, mình sẽ cố gắng dí sát bắn chiêu cuối. Ui dồi ôi, các bạn nhìn thấy cái lượng máu nó rút lắm, trắng máu luôn khi mà mình kích hoạt chiêu cuối. Đây là sức mạnh của Van Hên lên phương phép, mặc dù là mình chưa có được nhiều đồ đâu nhá. Ok, cứ tập trung ăn cái con rồng cái đã. Rồi, team mình có rồng rồi, Nacross định cướp rồng nhưng mà không thành công. Thay đổi về ảnh lát trận này, lát trận thì sẽ có ảnh động này. Và ngoài ra cái bộ trang phục tiến hóa bậc 5, Evo bậc 5 thì cũng sẽ được lồng tiếng Nhật Bản này. Không chỉ thế là có hiệu ứng biến về này. Đấy, thế nên nếu như các bạn có điều kiện thì nên tiến hóa lên bậc 5 nhé. Và nên bây giờ ngày hôm nay sẽ rất là hot. Nhà nhà chơi người người chơi. Lý do được free bậc 1 thì chắc chắn các bạn sẽ vào test rất nhiều. Quá chuẩn luôn. Ok, có Zata, bây giờ mình sẽ đầu tư tốc biến lên gì trước cuối. Ui dồi, đỡ làm sao được. Mình mang tốc biến đi ấy, nó có nhiều điểm lợi lắm. Lắm khi muốn sốc đam đối phương thì các bạn chỉ cần tốc biến đập mặt thẳng mặt đối phương thôi. Mặt đối mặt, sau đó các bạn kích hoạt chiêu cuối sát người là chắc chắn các bạn sẽ có mạng nhá. Chơi Van Hên phong cách lên full phép là như vậy. Chứ còn nếu như là tốc đánh chí mạng xuyên đáp ấy thì chúng ta sẽ cần phải ném rất lâu. Còn đối với phong cách lên full phép thì không cần phải nói nhiều, không cần phải đánh nhiều. Chỉ cần 1-2 kỹ năng thôi là chắc chắn sẽ có mạng. Combo nếu như lên full phép ấy sẽ là chiêu 2. Chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 1 nhá. Lưu ý chiêu 2 xong đứng sát đối phương để bắn chiêu cuối rồi dùng chiêu 1. Chỉ cần 3 kỹ năng thôi là chắc chắn sẽ có mạng. Về bi đồ dành cho vị tướng Van Hên thì mình sẽ lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên sẽ là trang bị giày phù thủy. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là thập tự kiếm, sau đó là vương miện ám ếch, rồi đến gươm tận thế, sau đó là trượng hỗn mang. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị quả cầu bất tử nhá. Đây là về bi đồ. Ui dồi ôi, thế nó biết mình trong bụi các bạn ạ. Ui dồi ôi, định dí mình làm sao được. Thêm thì làm gì có đam đâu. Mình chỉ sợ khi mà các vị tướng sát thủ team địch là áp sát thôi. Trận đấu ngày hôm nay thì team địch là có Murat và Nacross, hai vị tướng sát thủ khả năng áp sát. Thế nên là mình lựa chọn phong cách lên full phép là quá phù hợp rồi. Chúng ta đối đầu với các vị tướng sát thủ áp sát thì các bạn chỉ cần lên full phép và chỉ cần một chiêu cuối là chắc chắn sẽ có mạng nhá. Đấy là cách để mình có thể khắc chế các vị tướng sát thủ của team địch. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần ra đường giữa này. Thấy qua Zata không còn quá nhiều máu mà Zata về đến nhà rồi đâu, chơi tạm Nacross vậy. Trời ơi, Nacross như thế này thì chắc chắn bốc hơi luôn. Cảm ơn những người đồng đội tốt bụng đã hỗ trợ mình nhiệt tình để mình có được mạng thứ 5 như thế này. Để ký cái bộ trang phục này ấy thì khi mà chúng ta ném nó sẽ có phi tiêu. Thì mỗi màu ấy, phi tiêu từng màu thì sẽ thay đổi hiệu ứng rất là đẹp nhá. Màu đỏ, màu xanh rồi màu vàng. Ok, bây giờ đang có Lavin lên rất cao đây này. Omen ơi, cố gắng giữ chân nó lại Omen ơi. Trời ơi, để cho Lavin chạy về phí quá. Các bạn thích màu nào? Chứ còn mình thấy là màu đỏ là nổi bật nhất nhá. Khi mà ném màu đỏ ấy thì nó sẽ nổ. Nổ bên dưới mục tiêu. Và một cái màu sắc rất là đậm. Omen ơi, bạn sẵn sàng tinh thần chưa? Mục tiêu của mình sẽ là Lavin. Bây giờ áp sát bắn chiêu cuối có mạng luôn. Trời ơi, một chiêu cuối một mạng các bạn ạ. Khổ thân Lavin, cái lượng đam đến từ chiêu cuối của mình bây giờ nó lớn lắm rồi. Đúng là đấng tối cao, đấng tối thượng. Ngày xưa thì Van Hên có bộ trang phục vũ khí tối thượng là mình cũng nể Van Hên lắm. Bởi vì bộ trang phục đấy rất hot một thời nhá. Ơ Thên này, Thên lên cao này, đánh nhau không? Thên hổ báo như thế này thì ném cả Thên. Và chắc chắn Thên bỏ mạng luôn. Đấy, Thên vừa xong căn bản là còn 3 cục máu thôi. Vậy nên mình có thể chủ động tấn công được. Chứ còn Thên mà phun máu thì ném chắc là gãy tay mất. Tranh thủ trong khoảng thời gian này ép luôn cái trụ nhá. Team bạn bắt đầu kéo nhau ra đây thủ rồi, càng đông càng vui. Ấy thêm cả Zata bay hết vào đây. Mình là mình chỉ việc giữ vị trí, sau đó là mình bắn chiêu cuối. Ui rồi nửa cây máu kìa, có mạng luôn. Và thêm cả Zata không cho về, Zata bốc hơi double kill. Thế này là team địch làm sao mà thủ được nhà. Nhưng mà team địch lại gọi thêm cả Murat. Vs bây giờ còn xíu máu mà thôi, bản thân của mình cũng còn xíu máu thôi nhá. Tạm thời là rút lui chứ không nên tham. Ôi mình về đây. Ngày trước thì mình cũng đã có một cái clip để có thể là tiến hóa bậc 1, 2, 3, 4, 5 dành cho Ngộ Không, Nhóc Tì Bá Đạo. Thì
thì bản thân của mình còn nhớ là cái bộ trang phục đấy hình như là tiến hóa mất rất nhiều quân huy nhá. Mất nhiều hơn so với bộ trang phục Van Hên xạ thần Kagutsuchi này. Tính ra thì mình tiến hóa Van Hên thì cũng rơi khoảng tầm hơn 3.000 quân huy thôi. Nhưng mà tiến hóa Ngộ Không mình nhớ không nhầm là mình tiến hóa mất 5.000 quân huy thì phải. Đấy. Nói chung là nó sẽ đắt hơn đó so với Van Hên nhá. Đấy là bản thân của mình còn nhớ được là ngày xưa mình còn tiến hóa bộ trang phục Ngộ Không nhóc tì bá đạo. Này, Murat định tích điểm đây này. Sau đó lao vào ảo ảnh chạm hay sao? Úi dồi ôi, thốn thế. Trận đấu này team địch là toàn các vị tướng sát thủ thôi, thêm cả Zata sốc đam, vậy nên mình sẽ cần phải đánh cẩn thận. Căn bản bây giờ mình cũng chưa full đồ các bạn ạ, thế nên là tiếp tục là tập trung thăm ngàn. Hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian để ủng hộ mình nhé, bằng cách cho mình xin một nút like, cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể ủng hộ công sức của mình. Nhiều khi là sự kiện ra mắt một cái là mình đều làm clip sớm và đưa đến cho mọi người như kiểu là mình là chuột bạch đấy, để test sự kiện. Thế nên là cũng chỉ hy vọng rằng các bạn ủng hộ mình thôi bằng cách là nút like cho mình một nút like nhá. Phổ thân Nakroth nhìn thấy mình là chạy, chịu luôn. Đáng ra sát thủ team địch nhìn thấy xạ thủ là phải vồ vập lấy. Nhưng mà vừa xong thì Nakroth không dám. Ăn nhanh cái con rồng này đi. Mình quan sát qua thì dàn trụ team địch ấy là còn rất nhiều. Đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng, với cái điểm hạ gục thì không quá chênh lệch đâu. 12 và 10, đây là KDA. Team mình ăn 12, team địch ăn 10 thì không chênh lệch quá nhiều nhá. Đấy, thế nên là những cái trận đấu như thế này rất là hấp dẫn đây này. Trước tiên là mình thấy qua team địch ép rất ghê ở đường trên. Bây giờ là team địch lựa chọn phong cách đi chung với nhau rồi. Mình sẽ cần phải nen né thêm ra. Trong rừng nhãn thín không có gì để mà farm cả. Phải dụ team địch vào rừng thế này. Ui ôi, thêm địch nè mình, ui cứu 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 cứu. Bắt làm sao được mình. Ui nhưng mà từ từ đã, team địch là muốn combat rồi. Mình là mình không muốn cái điều này, căn bản là team mình đang thiếu người. Tạm thời là mình sẽ cần phải nhường cái thế trận này cho team địch kiểm soát nhá. À, tại vì sao mình lại không chơi Van Hên theo phong cách đó là du kích nhỉ? Quên mất đấy, Van Hên mà lên full phép chơi theo lối du kích thì rất là hợp lý. Vậy nên là mình sẽ lựa chọn một cái bụi để mình núp nhá. Đây rồi, cứ núp ở đây đi. Chơi như này là chơi theo phong cách du kích, đánh du kích có nghĩa là đối phương chỉ cần đi sát vào mình thôi là mình chỉ cần cho một chiêu một mạng, nhưng mà đồng đội của mình dâng cao đội hình quá. Thôi thì tầm này mình sẽ không lộ sai ra sớm, nếu như mình lộ sai ra sớm thì rất là dễ bị đối phương bắt vào. Đấy, cho team đánh nhau chán chê đi, sau đó mình sẽ lộ diện. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Một bé ra đi nè. Cho mình xin một vài mạng nữa. À, có Nakroth núp bụi này. Nakroth này thì bốc hơi tiếp 11 mạng. Quét sạch team địch rồi, tranh thủ trong khoảng thời gian này team mình sẽ đẩy thẳng vào kết thúc trận đấu nha. Đó. Đấy, chơi Van Hên phong cách lên full phép thì các bạn có thể chơi theo phong cách núp bụi cũng được. Núp bụi rất là hợp lý, ép được cái trụ này. Nhưng mà lính, trời ơi, lính bị delay này. Lính di chuyển rất là chậm sau khi chúng ta lấy được cái trụ thứ hai. Omen thì có nhận ra mình thì phải xin chào bạn Omen nhá. Bây giờ mình đang tập trung lấy trụ rồi. Ok. Ôi, Zuka lui lui, Zuka rút lui. Team địch hồi sinh dần ra rồi, tham làm cái gì? Tham thì thâm, bây giờ mà cố gắng đẩy trụ thì khả năng cao là bị team địch ra giết chết ngay. Đấy, thế nên bây giờ cần phải đánh một cách an toàn. Trận đấu này mình sẽ cố gắng giữ mạng. Căn bản bây giờ là mình được 11 mạng rồi mà chưa chết mạng nào cả. Lúc mà mình tấn công vào mục tiêu và sử dụng những cái phu tiêu, những cái phi tiêu ném vào mục tiêu ấy, thì lập tức ở đằng sau Van Hên sẽ có một cái giống như kiểu gia tốc ấy các bạn ạ, rất đẹp nha. Đấy là cơ chế của Van Hên rồi, kể cả trang phục nào đi chăng nữa cũng có, nhưng mà riêng bộ trang phục này là có thay đổi cực kỳ đẹp. Cứ để cho team địch lên cao đi. Nhưng mà bây giờ mình không dám lao vào các bạn ạ, căn bản là có thêm bảo kê chứ không lắm khi là mình sẽ bắt vào cái bóng của bắt vào cái bóng của Murat ngay. Đấy, team mình thì có Omen rất là trâu, có cả Veret rất cứng cáp. Cho vào quậy trước đi, Murat định dình mình đấy. Các bạn thấy Murat là núp bụi đang dình mình đấy. Nhưng mà mình không lộ diện ra sớm đâu. Đấy, Murat bây giờ lộ diện ra rồi thì bây giờ mình sẽ tấn công cả Murat khi mà không còn ảo ảnh chạm, bắt luôn Murat. Murat bốc hơi này, ném kể cả Thên luôn chứ. Thên trâu thì ném lâu cũng chết, Zuka hỗ trợ mình. Trời ơi, nó trâu quá các bạn ạ. Zuka ơi, cố lên. Cố lên Zuka. Tuyệt vời. Team địch bây giờ chỉ còn Zata lẫn cả Nakroth mà thôi. Tranh thủ thì thôi, mình sẽ ăn luôn cái con Caesar. Tầm này có Caesar thì dễ dàng ép trụ hơn. Nhưng mà trụ đường giữa team mình đang gặp nguy hiểm, bởi vì mình thấy qua có Nakroth đang ở đường giữa.
cứ để cho Zuka về thủ nhá, còn bản thân của mình ăn Seiza xong mình lên đường trên, mình sẽ tạo ra một cái bẫy. Trước tiên là mình sẽ cần phải đẩy lính thật là nhanh, sau đó là mình sẽ đi tìm một cái bụi, bởi vì là team địch sẽ cử người lên đường trên này dọn lính cho mà xem. Đấy là một cái bẫy mình tạo ra cho đối phương. Đấy, thế nên bây giờ việc nhẹ lên cao là cứ núp bụi thôi để chờ đợi. Mà lộ mất rồi còn đâu. Đang tính chờ mà ai ngờ team địch là có mắt phát quang trong rừng. À, có Murat. Ui ôi, 5600 đam phép các bạn ạ. À, các bạn thấy qua khi mà mình bắn chiêu cuối không? Vừa xong bắn chiêu cuối và bùa xanh 5600 đam phép như thế này thì đỡ làm sao nổi. Này, mình đứng càng sát các vị tướng xạ thủ, pháp sư, team địch ấy, các vị tướng máu giấy mình một chiêu cuối rồi, chắc có lẽ là có mạng ngay. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đẩy lính thật là nhanh đường trên nhá. Kiểu gì là team địch chặt cử người lên đây thủ. Đấy, khi mà team địch cử người lên thủ ấy là chắc chắn là đường dưới team địch sẽ thiếu người. Mình sẽ chờ xem. À, mình đoán không sai, Murat lên đường trên thủ mà. Ơ nhờ, Murat không dám vào dọn lính à? Ô, Murat rồi. Ô, thế này thì mình có thể lấy trụ một cách dễ dàng này. Mình xin cái trụ Murat bỏ luôn, không thèm thủ trụ luôn. Ngầu thật sự. Ngầu dữ. Đấy, thì mình đang cố gắng gây sức ép ở đường dưới rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng tham gia giao tranh hỗ trợ đồng đội nhá. Trước tiên là giữ vị trí, ném luôn Murat. Không cho Murat về là Murat bốc hơi luôn. Ok, 13 mạng và team địch cũng đã bị quét sạch hoàn toàn rồi. Một pha combat rất là dễ dàng. Căn bản là team mình hơn mạng so với đối phương mà. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi clip của mình. Còn đây là bộ trang phục mới nhất dành cho Vanin, xạ thần Kagutsuchi. Cảm ơn người, bye bye người, bye bye.